sẽ cố riêng mình, hạnh phúc sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Nhiều tuyết quá. Scoop, cậu đang xây lâu đài tuyết à? Robot đến chơi với cậu. Tuyết rơi ngay trên robot. Ú à. Leo, nhìn kìa, robot là ông già Noel. Kìa, cậu đi đâu thế? Robot bỏ đi rồi. Hôm nay, Leo trở đến những bộ phận mới. Chúng ta sẽ lắp xe trượt tuyết. Ôi, robot, sao các cậu lấy ván trượt đi vậy? Nối các mảnh chính với thân xe trượt tuyết nào. Đây là mui xe. Đây là chỗ ngồi cho người lái. Xe trượt tuyết cần động cơ mạnh để quay giải bánh xe xích. Lắp dưới nắp mui xe nào. Đây là tay lái để điều khiển. Kính chắn gió chắn lại gió và tuyết. Và đây là giải bánh xe xích như của máy kéo, để xe trượt tuyết không mất lái trên mặt tuyết. Giảm sóc để gắn ván trượt vào. Đèn trước và đèn hậu. Có nhiều đèn quá đi. Xong xuôi, giờ chỉ cần ván trượt thôi. Leo, các robot lấy đi đấy. Đi tìm họ đi, mau lên. Họ đây rồi. Robot muốn trượt tuyết xuống dốc. Họ nhanh quá đi. Ôi. Các robot, tụi mình cần lắp xe trượt tuyết. Chất ván trượt lên thân xe của Leo thôi. Gắn ván trượt vào. Xe trượt tuyết của ta đã sẵn sàng. Nhìn nó trượt tuyết tuyệt quá trời. Ôi, tuyệt quá đi. Ôi, các robot, các cậu muốn lái xe trượt tuyết chứ? Nhảy lên nào. Đi thôi. Ngồi chắc vào. Vui quá đi. Nào cùng chúng ta mình làm
em sẽ cứu riêng mình. Khăn phẳng sẽ đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Giờ đã vào đông, trời đổ rất nhiều tuyết. Xe dọn tuyết đang đi dọn đường. Tuyết chất thành những đống lớn trước cửa nhà robot. Ôi không, không mở cửa được. Cẩn thận! Không vui chút nào. Robot tím nghĩ mình là người mạnh nhất và có thể mở được cửa. Để xem có được không. Tránh ra đi. Và... cửa mở kia. Ôi! Ôi không! Vẫn chưa mở cửa được. Mặt của robot phủ toàn tuyết. Nhìn như ông già Noel. Hội robot kéo nhau lên mái nhà. Kìa, xe tải Leo đang đi ngoài đường. Chào Leo, cậu giúp các bạn robot mở cửa với. Leo trở đến những bộ phận vô cùng quan trọng. Giờ cậu ấy sẽ lắp ráp một chiếc xe mới. Buồng lái được gắn lên trên sàn xe lớn. Đến ghế ngồi và cần điều khiển. Cửa xe. Đèn xe. Bánh xe. 1, 2, 3, 4. Cái gì đây? Đây là cơ chế dùng để nâng và hạ gầu xúc. Gắn pin vào nữa. Là máy xúc lật nhỏ hoàn thiện. Vẫn còn thiếu gầu xúc. Chúng ta phải đi tìm thôi. Đừng lo, các bạn robot, Leo sẽ sớm quay lại. Gầu của máy xúc lật nhỏ ở đâu nhỉ? Leo đã tìm ra chưa? Gầu xúc kia rồi. Nó bị vùi dưới đống tuyết. Ồ, lái xe trên mặt đường đầy tuyết rất khó. Nhưng Leo đã xoay sở được. Cho gầu xúc vào thùng xe nào. Đi thôi. Đến lúc lắp gầu xúc vào rồi. Hoan hô. Pin đã sạc xong và máy xúc lật nhỏ đã sẵn sàng vào việc. Máy xúc lật nhỏ đi dọn tuyết.
Nó đổ hết tuyết vào thùng chiếc xe tải đổ tuyết lớn. Làm tốt lắm. Xe tải đổ tuyết có thể khởi hành rồi. Khu vực trước cửa nhà đã sạch sẽ. Các robot ơi, xuống dưới đi. Cảm ơn cậu nhé, xe tải Leo. Ôi, xe dọn tuyết lại tới nữa rồi. Trốn mau. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn phẳng xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đòi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Kỳ nghỉ đang đến gần. Các robot trang trí lại căn cứ mừng ngày lễ. Trên cửa sổ treo dây đèn. Trên cây thì treo các bóng đèn. Cả thang máy cũng được trang trí bằng đèn. Bật đèn lên nào, robot đỏ. Ánh đèn treo trên cây thật tuyệt. Đẹp quá đi. Nhiều đèn ghê. Ôi không, đèn tắt ngóm rồi. Nhưng đèn trên cây vẫn còn nhấp nháy. Chào Leo, chỗ của robot bị thiếu điện. Cậu qua giúp họ được chứ? Các bạn đoán được hôm nay Leo chở cái gì tới không? Một cái tuabin gió. Nó sẽ tạo ra điện. Nhờ sức gió. Có điện thì đèn cũng sẽ sáng trở lại. Móng cọc màu xanh vàng. Pin sẽ bỏ vào cái hộp vàng này. Đây là các cục pin. 1, 2, 3. Lắp hộp và pin vào. Cái thanh trục cho máy phát điện vào trong. Nó sẽ hoạt động như một động cơ, nhưng theo cách ngược lại. Cánh quạt sẽ xoay tròn máy phát điện và tạo ra điện. Xong xuôi. Ôi không, cánh quạt quay bị kẹt lớp tuyết rồi. Mình phải nâng tua bin cao hơn. Mình cần một cái trục cao. Để Leo đi kiếm cho. Leo đến cửa tiệm của Lifty. Lifty cũng đang trang trí mừng ngày lễ. Chào Leo. Cùng đi chọn một cái trục cao nhất nhé. Cái này. Không. Thế cái này. Cũng không. Trục màu xanh là cái cao nhất. Mang về nhà robot thôi, Leo. Nhìn kia, cánh quạt xoay rồi. Tua bin gió hoạt động được rồi.
Bật đèn lên nào, các robot. Robot đỏ nhấn nút. Và đèn đã sáng. Đèn cuốn quanh nhà thật tuyệt đẹp. Giờ các cậu ăn mừng ngày lễ được rồi. Bất ngờ quá. Scoop mang quà đến này. Để chúng ở dưới cây đi.